Thưa quý vị, mở đầu bản tin thông tin thời tiết đầu tuần. Cập nhật tình hình thời tiết ngay lúc này tại Hà Nội, trời đang có mưa rào ở nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 26 độ, khá mát mẻ. Anh Thoại có thể thông tin tình hình thời tiết tuần này tới quý vị và khán giả được không ạ? Chắc chắn rồi. Vâng ạ. Theo dự báo thì sáng nay ngày 10 tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở hầu khắp tất cả các khu vực. Thời tiết này thì cũng sẽ diễn ra, đó chính là tình trạng mưa lớn sẽ giảm dần và cường độ nắng tại thành phố Hà Nội sẽ gia tăng, đạt mức nắng nóng từ ngày 12 tháng 6. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và hội tụ gió trên cao đang hoạt động yếu dần, nên từ hôm nay đến ngày 11 tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 10 cho đến 30mm, có nơi hơn. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trong khoảng thời gian này, thì thành phố Hà Nội sẽ có nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ, mưa về chiều tối và đêm. Các nơi còn lại của miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dự báo tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng phổ biến từ 30 cho đến 60mm, có nơi hơn 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100mm, có nơi cao hơn 200mm.